Thầy xin chào tất cả những người anh em trên fanpage và những người anh em trên YouTube nhé. Hôm trước ấy, có một sự tình cờ đó trên fanpage của thầy thì có rất nhiều bạn nhắn tin tự nhiên hỏi về một câu chất béo kiểu kiểu như này. Đấy. Thế là lúc sau thầy đọc xong đề bài, thầy biết ngay là sở dĩ các cháu không làm được cái câu chất béo này không phải là vì các cháu không đủ kiến thức đâu, mà là cái câu của các bạn gửi cho thầy là người ta chế từ cái câu của đề Kiến An Hải Phòng này, nhưng người ta chế lỗi. Đấy, vì người ta chế lỗi lên đề đấy bị lỗi, bảo sao các bạn không tính được là phải thôi. Đề chuẩn phải là như thế này mới là đề chuẩn này các bạn nhé. Và có thể tham khảo cái cách làm như này. Còn thực ra mà nếu mà đề mà chuẩn thì em cũng tự làm được đúng không? Nhưng mà thôi, thầy cũng chữa một câu làm mẫu là cho những người anh em nào chưa từng gặp thì cũng có thêm tư liệu để tham khảo. Đề bài cho như sau này, hỗn hợp E chứa đồng thời các chất béo triglycerid và axit béo tự do không chứa tạp chất khác. Trong E thì chứa nguyên tố oxy chiếm 10,99777% theo khối lượng, xà phòng hóa hoàn toàn bằng gam E bằng NaOH dư đun nóng, sau khi phản ứng thì thu được là 133,38 gam hỗn hợp gồm có 4 muối và 11,04 gam glycerol. Để đốt cháy hoàn toàn mg gam E thì cần vừa đủ là 11,625 mol oxy. Mặt khác, mg gam E phản ứng tối đa với A mol brom trong dịch, giá trị của A bằng bao nhiêu? Bắt đầu nhé. Hỗn hợp E đây thì nó gồm có cái gì? Gồm có chất béo và axit béo. Thế vậy thì ta sẽ có như sau nhé. Mình sẽ làm theo cách mà quen thuộc nhất, đó là đồng đẳng hóa này, đồng đẳng hóa cái hỗn hợp E. Nó có axit béo không? Có thì mình chặt nó về HCOH thôi, quy đổi nó về HCOH. Nó có chất béo không? Có thì đưa nó về HCO, HCO tất cả 3 lần, C3H5. C5. Đó. Và mình sẽ giật CH2 của nó ra ngoài, CH2 của nó ra ngoài và mình giật hydro của nó ra, đúng không? Lúc trước mình bơm hydro đây cho nó no mà thì bây giờ phải trả lại hydro chứ. Bạn để ý này. Ở đây người ta cho khối lượng của glycerol đúng không? Glycerol thì nó liên quan trực tiếp đến thằng chất béo này. Thế vậy thì mình bấm ra, thằng này sẽ là glycerol sẽ là 0,12 mol, thì lên chất béo đây thầy điền luôn 0,12 cho nó đỡ tốn ẩn, được không ạ? Gọi thằng này x mol này, anh này là y mol này, anh này là z mol. Người ta tiến hành mấy thí nghiệm nào? Người ta tiến hành đây là hai thí nghiệm nhé. Một thí nghiệm người ta đốt trong oxy thu được đây là CO2 và H2O. Một thí nghiệm thì người ta làm gì? Một thí nghiệm người ta cho tác dụng với NaOH, cho tác dụng với NaOH đây, lấy dư thoải mái thì sẽ sinh ra đây là phần muối. Muối bằng bao nhiêu? Muối đây thì chỗ này HCO, HCO này thì chuyển hết thành HCO nhé, HCONa. Chỗ này sẽ là CH2 và anh này sẽ là hiđro. HCONa sẽ là x cộng với 0,12 nhân 3 thì ghi đây là x cộng 0,36 nhé, x cộng 0,36. CH2 đây là y thì điền đây là y. Hydro đây là z thì đây sẽ là z, và nhớ là cái thằng z đây là ẩn quan trọng nhất, bởi vì ẩn z nó sẽ quyết định được brom của chúng ta hy sinh là bao nhiêu mol. Mình có ấy, một dự kiện này liên quan đến phần trăm khối lượng oxy 10,10,977. Đấy là một phương trình thứ hai liên quan đến số mol của cái thằng 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 gì đấy, thằng oxy, oxy là 11,625. Đấy. Đấy ạ. Một phương trình liên quan oxy là một dự kiện nhé, liên quan đến phần trăm khối lượng oxy là một dự kiện, liên quan đến khí oxy đây là 2, liên quan muối là 3, thế là xong. Đấy, ba phương trình ba ẩn là xong rồi, bài toán khá là nhẹ nhàng thôi ạ. 133,38 gam. Rồi, ta sẽ có cái hệ phương trình như sau. Một phương trình thứ nhất đó là liên quan đến bảo toàn E. Cái này cho đổi 2E sẽ là 2x, cái này cho đổi 20E thì em sẽ có là 20 nhân với 0,12. Người anh em này cho đổi 6E sẽ là 6y, cái này cho đổi 2E sẽ là 2z, sẽ bằng 11,11,625. Nhân 4, oxy cho được 4 em à, phải nhân 4 lên. Tiếp phương trình thứ hai đó là phương trình liên quan đến thằng muối. Người anh em muối đây sẽ là 68 nhân với này, 68 nhân với x cộng với 0,36. Đấy. Đấy phương trình ở đấy là thằng HCO này anh nhé. Tiếp tục C2 đây là 14 nhân y cộng với 14 nhân y cộng cái này là 2 nhân z cộng cái này là 2 nhân z và F đã bằng số 133, 133,38. Đó. Phương trình thứ ba là phương trình liên quan đến phần trăm khối lượng oxy. Thì oxy đây là thằng này em mà lớn 32 đây là có 32 oxy mà đúng không? 32 nhân x. Đó, 32 nhân x cộng với anh này có tất cả là mấy oxy ạ? Anh này có tất cả là 6 oxy, 6 mà nhân với 16 thì nó là 96 em ơi, 96 nhân với 0,12 đây mol oxy đấy, 0,12. Thì đây là khối lượng oxy này, oxy chiếm bao nhiêu? Chiếm 10,10,9777 9777. Người ta rất cẩn thận khi lấy rất nhiều số sau số phẩy để cho kết quả nó chính xác hơn. Bằng 10,997% của cả hỗn hợp này. Cả hỗn hợp này thì mình bảo ngoặc ra, thằng này là 46 nhân x này, anh này là 46 nhân x này. Cộng với 176 cộng với 176 nhân với 0,12, 0,12 đây khối lượng thằng này, cộng với 14y cộng với 2z cộng với 14y cộng với 2z. Đó.
và em cứ bấm máy tính thôi, bấm máy tính nhập ẩn nó chính xác vào, đúng thứ tự vào là ổn thôi. Em sẽ bấm ra, em được giá trị x đây là bằng 0,08 em ạ. Thằng y đây em bấm ra là 7,44, 7,44 và ấn z quan trọng nhất, ấn z đây nó bằng âm 0,35 nhé. Đấy. Và sau khi bấm ra âm 0,35 thôi thì số mol brom phản ứng đây sẽ là 0,35, đáp án là đáp án D. Và thầy hôm trước các bạn gửi cho thầy câu đấy thì đề là hơi lỗi nhé, còn lỗi nào thì thầy đã nhắn tin trên fanpage phản hồi lại cho em rồi đấy. Thế nhé các bạn nhé.